Từ người làm công ăn lương, chọn nghỉ việc, thu nhập của tôi tăng gấp 3 lần, hóa ra tốc độ kiếm tiền đều gói gọn trong 12 thủ thuật này. Không chấp nhận bán rẻ linh hồn cho các công ty, cô gái này chọn nghỉ việc tại một những agency hàng đầu thế giới. Với kế hoạch tài chính chính chủ chỉ sau một thời gian, thu nhập của cô đã tăng gấp 3 lần. Bài viết dưới đây là chia sẻ của Ogre Pop, copywriter kiêm cố vấn thương hiệu, từng làm việc với nhiều doanh nhân, sở và doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500. Sau 5 năm gắn bó với công việc copywriter và xây dựng thương hiệu, tôi đã có đủ thời gian để xây dựng các kỹ năng và có cơ hội làm việc với một số khách hàng có tên tuổi. Vì thế tôi quyết định nghỉ việc để theo đuổi tự do tài chính. Từ một người làm công ăn lương, giờ đây tôi đã có cuộc sống thoải mái hơn với thu nhập tăng gấp 3 lần. Dưới đây là 12 điều bạn cần ghi nhớ nếu muốn thực hiện theo con đường này. Một Từ bỏ việc làm thuê Sau 5 năm làm việc tại một trong những công ty quảng cáo lớn và tốt nhất thế giới, tôi quyết định từ chức để khởi nghiệp thời điểm đó là hai tuần trước đại dịch và tiền tiết kiệm của tôi chỉ đủ dùng trong hai tháng công việc ở công ty cũ không khó khăn nhưng nó luôn khiến tôi như đi vào ngõ cụt tôi đã làm mọi thứ rất tốt nhưng công việc chiếm phần lớn thời gian nên không có cảm giác được nghỉ ngơi mức lương cũng không xứng đáng với so với tiêu chuẩn ở london tôi đã chuyển đến một công ty nhỏ hơn để được trả lương cao hơn nhưng cũng không tìm thấy niềm vui khi chán nản mọi người sẽ đi làm tóc để làm mới tinh thần tôi cũng vậy chỉ khác là thay đổi công việc 2. Từ chối hợp tác khi kinh doanh. Từng sáng lập cùng một một công ty với người bạn, sau một năm tôi quyết định ra ngoài hoạt động riêng. Tôi nhận ra rằng kinh doanh một mình sẽ tự do hơn, cũng như không ảnh hưởng đến đối tác. Đây là quyết định sáng suốt nhất mà tôi từng đưa ra. 3. Học tất cả những gì có thể. Trong một năm khởi nghiệp tôi đã học được nhiều hơn sau 5 năm đi làm công ăn lương. Quan trọng hơn, tôi rèn thêm cho bản thân tính kỷ luật, điều buộc phải có khi tự kinh doanh. Từ một copywriter, tôi phải kiêm nhiệm thêm nhiều vai trò khác nhau, nhà hoạch định chiến lược thương hiệu, giám đốc điều hành, nhà sản xuất, quản lý mạng xã hội, nhân viên thiết kế, nhân viên bán hàng. Nhờ đó, tôi học hỏi được không ít kiến thức, nâng tầm năng lực của bản thân để cạnh tranh với hàng trăm nghìn copywriter khác trong ngành. Bạn nên học thêm những kỹ năng bổ trợ cho công việc hoặc những kỹ năng tưởng chừng không liên quan gì, nhưng khi kết hợp với chuyên môn của bạn lại tạo ra giá trị cao. 4. Hiểu giá trị của bản thân khi làm công ăn lương giá trị của bạn được đo bằng tiền lương khi không còn phải đi làm thuê bạn sẽ hiểu được giá trị thực của mình tôi đã dành hàng tháng trời thực hiện chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu usd công ty kiếm được hàng trăm nghìn usd và giữ chân khách hàng thành công tôi được gì từ đây mức lương vẫn như cũ tùy từng thời điểm có thể tôi sẽ nhận được một chút tiền thưởng khi làm việc cho chính mình bạn mới hiểu rõ giá trị của bản thân bạn tận mắt chứng kiến nỗ lực của bản thân tác động như thế nào đến kết quả và khách hàng nhờ đó bạn trở nên tự tin hơn phát triển cả kỹ năng và giá trị nhiều cơ hội làm việc lương cao sẽ mở ra trước mắt bạn hơn năm thay đổi tư duy về tiền bạc tôi từng ghét người giàu vì ghen tị tôi từng nghĩ rằng bản thân sẽ không thể kiếm được số tiền như vậy và chấp nhận sống cảnh đời khó khăn lúc về già tuy nhiên chỉ đến khi thay đổi tư duy này tôi mới khá lên tôi nhận ra rằng dù mọi chuyện thất bại tôi vẫn có thể đừng dậy vào bất kỳ lúc nào Nhờ vậy, tôi có thêm can đảm để đưa ra những quyết định mạo hiểm mà không phải sợ hãi rằng mình sẽ trở nên nghèo túng. 6. Học cách nói không Nếu muốn đi làm nhưng không có cảm giác áp lực, hãy học cách không với những dự án mà không khiến bạn cảm thấy hứng thú. Mọi người có thể không hài lòng, nhưng họ sẽ tôn trọng quyết định của bạn. Nhờ học cách nói không tôi có thêm thời gian dành những khách hàng phù hợp hơn. 7. Không ngại chia sẻ lời khuyên Tôi không ngại đưa ra lời khuyên cho khách hàng của mình, dù có thể chúng tôi sẽ không đi đến một bàn hợp đồng làm ăn. Nếu ai cần được giải đáp hay hướng dẫn một công việc gì, tôi sẵn sàng từ bỏ thời gian xem phim của mình để giúp đỡ họ. Bằng việc giúp đỡ mà không đòi hỏi nhận lại, tôi khiến họ cảm kích và biết ơn sâu sắc. Một nửa trong số đó sau này đã lựa chọn hợp tác với tôi lâu dài. Dĩ nhiên, không phải lúc nào bạn cũng cho đi miễn phí như vậy, thế nhưng một chút hào phóng cũng chẳng tổn hại gì mà còn đem thêm cho bạn vô số lợi ích trong tương lai. 8. Hợp tác với những người tuyệt vời. Khi nói muốn làm việc độc lập, không có nghĩa là tôi không chấp nhận mọi sự hợp tác Thay vì bị phân công theo ý của sếp như khi còn làm công việc văn phòng, giờ đây tôi được tự do lựa chọn cộng sự cho dự án của mình hoặc quyết định xem mình sẽ tham gia dự án nào của người khác. Nhờ đó, tôi được làm quen thêm với những đối tác, khách hàng, tuyệt vời. 9. Bổ sung kiến thức về tài chính Khi không có nhiều tiền mà đọc các khái niệm về đầu tư bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Tuy nhiên, tôi nhận ra, nghèo không có nghĩa là được phép thiếu kiến thức. Chỉ khi tự trang bị đầy đủ kiến thức về tài chính, bạn mới có thể làm giàu hiệu quả. Đầu tiên, tôi thuê một kế toán giỏi làm việc cho mình. Nhờ đó, tôi tiết kiệm được 4.000 bảng Anh trên năm. Tiếp theo, tôi mở một tài khoản ngân hàng chỉ để đóng thuế. Thuế doanh nghiệp tại Anh là 20%, nên tôi trích một tháng năm từ mỗi khoản thu nhập mình nhận được và gửi vào tài khoản đó. Cuối cùng, tôi chọn ra 3 đến 5 cuốn sách về tiền bạc để đọc. Mỗi lần đọc xong, tôi chỉ ước giá như mình biết những kiến thức có ích này từ sớm. 10. Kiềm chế trước những cám dỗ. Trên mạng xã hội có vô số lời mời đầu tư nghe qua rất hấp dẫn, chẳng hạn như kiếm tiền thụ động, thu nhập triệu USD, đăng ký khóa học ngắn hạn để làm giàu. Phần lớn đều là các chiêu trò lừa đảo, nhắm vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của mọi người. Lời khuyên của tôi là tin vào trực giác của bản thân. Nếu cảm thấy dự án nào có dấu hiệu lừa đảo, đừng tham gia. 11. Tăng giá tiền công. Từ lâu, tôi đã không còn tham khảo giá tiền công trung bình cho dịch vụ mình đang làm thay vào đó, tôi quyết định sẽ tăng giá tiền công sau mỗi 3 khách hàng như một cách để thể hiện giá trị và chuyên môn của mình. Khi tăng giá tiền công, bạn sẽ thấy mình có động lực để làm việc hiệu quả hơn cũng như khiến khách hàng lắng nghe mình hơn. 12, giữ nguyên chi tiêu dù kiếm được nhiều tiền hơn. Tài sản của bạn chính là những gì bạn không tiêu. Thu nhập tăng gấp 3 lần không có nghĩa là bạn cần chi tiêu gấp 3 lần. Kể cả khi đã giàu có, tôi vẫn thuê chung nhà với bạn, ăn uống theo thói quen cũ, không mua sắm hàng hiệu tôi hạn chế mua cà phê bên ngoài nhờ thế tiết kiệm được một khoản không nhỏ theo medium